Chương 11. Âm thanh của tự nhiên. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Xà Vương điểm đầu nói. Sau khi chuyện thành công, ta rút một thành tiền thuê cho ngươi. Tốt, hợp tác với ngươi đúng vậy thống khoái. Mập mạp nhất miệng cười nói. Ngươi muốn trang bị đã ở trên đường, gần nhất hải quan tra tương đối nghiêm, có thể sẽ chậm trễ một hai ngày. Không nóng nảy, ta lần này tới chỉ là điều tra địa hình chân chính hành động còn muốn qua một thời gian ngắn vậy được không có chuyện khác ta đi trước trang bị sau khi đến ta thông báo tiếp ngươi mập mạp nói xong đứng dậy liền chuẩn bị rời đi chậm rãi còn có việc ngươi chuyên môn buôn bán tình báo tin tức linh thông nhất ta muốn theo ngươi xác định một việc nói xà vương trầm giọng nói huyết lan có phải thật vậy hay không chết rồi mập mạp cười duỗi suốt một ngón tay đầu tin tức này 100 vạn. Được. Xà Vương không chần chờ chút nào. Chết rồi, kết quả này đi qua thế giới hai đại tình báo tổ chức xác nhận, không có sai. Một câu kiếm lời 100 vạn, mập mạp con mắt đều nhanh hiếp lại. Đáng tiếc. Xác thực đáng tiếc, để nhất nhân vật truyền kỳ thế mà bị người ở tửu điếm trọng thả bom cho nổ chết rồi. Ai, ai bảo hắn đắc tội nhiều người như vậy đây? Xà Vương, Lang tuy nhiên chết có chút đáng tiếc, nhưng đối với các ngươi lại là chuyện tốt. Trước kia dòng binh giới cùng sát thủ giới làm ăn lớn đều bị một mình hắn độc chiếm, làm tất cả mọi người không có cơm ăn. Hiện tại hắn ngõm củ tỏi, các ngươi những người này sống cũng nhiều, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt, xà vương điểm điểm đầu, quay lưng lại tiếp tục xem cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Gặp hắn không nói lời nào, mập mạp thức thời đẩy ra cửa đi ra ngoài. Đại sảnh bên trong, Lục Ngọc diễn sướng mấy bài hát về sau, người xem bầu không khí đã bị đẩy lên cao trào. Lăng ca ca, người nói nàng hát có dễ nghe hay không, bình thường, không có người hát êm tai. Hắn thực sự nói thật, đường thi vận trong veo tiếng nói so trên đài vị kia mạnh hơn nhiều. Ta nào có người nói tốt như vậy, người khác so ta chuyên nghiệp nhiều. Đường thi vận ngoài miệng nói, nhỏ nụ cười trên mặt cũng rất trực rỡ, mặc cho ai bị khen đều sẽ cảm thấy cao hứng ta nói chính là sự thật, cùng Hoa 108 nghe nàng ca hát, còn không bằng nghe ngươi hát." "Dừng a." À. Lúc này, một cái bất mãn âm thanh truyền đến. "Huynh đệ, ngươi muốn lấy bạn gái của ngươi niềm vui cũng không cần thiết dèm pha nữ thần của ta. Nhà ta Lục Ngọc hát tốt bao nhiêu, ngươi không hiểu thưởng thức liền thiếu đi đánh giá." Lăng Trần quét mắt cái kia mặt mũi tràn đầy mặt rỗ da hỏa. "Nàng là nữ thần của ngươi, cũng không phải nữ thần của ta." ngươi không theo ta nói thế nào? Ngươi người này làm sao không nói lý lẽ như vậy? Ta có để ngươi cùng ta giảng đạo lý à, ta nói ta, là chính ngươi nhất định phải lắm miệng. Mặt rỗ mặt gấp, kéo lên ống tay áo, chỉ lăng trần chửi ầm lên nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu ăn đòn ta? Lăng ca ca, bớt tranh cãi đi. Đường thi vận đoạt lấy lăng trần lời nói đầu, giặt ống tay áo của hắn nói nhìn lấy đường thi vận cái kia khổ sở ánh mắt, lăng trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thôi, không cùng gia hỏa này chấp nhặt. Gặp hắn nằm miệng lại, mặt rỗ mặt chẳng những không có bỏ qua, ngược lại đắc ý nói. Lông còn chưa mọc đủ còn muốn cùng ta đấu, hư. Tiểu cô nương này đoán chừng là mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi cái này loại không có tư chất gia hỏa. Nghe lời này, Lăng Trần lập tức tức giận trong lòng, một thanh nắm chặt mặt rỗ mặt cổ áo, khiêu mi nói lão tử không có tố chất làm sao vậy ai cần ngươi lo ngươi vừa nói ai mắc bị mù có gan ngươi nói lại cho ta nghe lại dám mắng đường thi vận thân làm một cái nam nhân hắn sao có thể nhẫn mắng đường thi vận không được mắng hắn càng không được hai vị mời các ngươi lẫn nhau khiêm nhường một chút không cần gây nên phiền toái không cần thiết để tránh ảnh hưởng đến còn lại người xem âm thanh từ âm hưởng bên trong truyền xuất Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến Lăng Trần cùng cái kia mặt rỗ mặt trên thân. Lăng Trần đầu nhất chuyển, chỉ gặp trên võ đài Lục Ngọc chính nhìn lấy bên này. Lăng ca ca, đừng làm rộn. Bị nhiều người nhìn như vậy, Lăng Trần ngược lại không cảm thấy như thế nào, ngược lại là đường thi vận có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiện nghi gia hỏa này. Lăng Trần khó chịu buông tay ra, đem mặt rỗ mặt để xuống. Tiểu tử xem ở ta nữ thần trên mặt mũi, ta trước không so đo với ngươi. Mặt rỗ mặt ném câu tiếp theo ngoan thoại, lăng trần trực tiếp khi không nghe thấy. Gặp hai bọn họ phân tranh dừng, Lục Ngọc đưa ánh mắt chuyển hướng toàn trường, mỉm cười ngọt ngào nói. Cảm tạ các vị khán giả hôm nay cổ động, phía dưới bài hát này ta muốn mời một vị mê ca nhạc bằng hữu cùng ta cùng tiến lên đài diễn sướng, không biết rõ vị nào chịu lên đến, lập tức, dưới đài một đám người đều giơ tay lên, đường thi vận cũng không ngoại lệ. Nữ thân, tuyển nàng, gia hỏa này vừa rồi nói khoác mà không biết ngượng nói nàng hát sau ngươi tốt nghe, để nàng thử một chút. Mặt rỗ mặt chỉ đường thi vận lớn tiếng nói, chung quanh người xem lập tức bị hắn hấp dẫn chú ý lực. Gặp qua muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, lại dám cùng nữ thần của chúng ta so. Nói đúng lắm, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Muốn không cho nàng hát một cái, Nói không chừng người ta có bản lĩnh thật sự. Tiểu cô nương, đi lên hát một cái. Nghe được những cái kia người xem ồn ào, đường thi vận cắn môi, gương mặt nóng lên, chầm chú lôi kéo lăng trần tay. Lăng ca ca, muốn không? Muốn không chúng ta đi thôi. Đi cái gì đi, đã bọn hắn muốn nghe ngươi hát, vậy ngươi hát vài câu cho bọn hắn nghe. Lại nói, ngươi không phải mới vừa muốn lên đài à? Ta! ta sợ hát không tốt. Đường thi vận có chút khẩn trương. Vừa rồi muốn lên đài là bởi vì không có người để ý nàng hát có được hay không, nhưng bây giờ thì khác, nếu là hát không được khá khẳng định sẽ bị người khác chế giễu, nàng không muốn cho Lăng Trần mất mặt. Lăng Trần vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, cổ vũ nói. Đi thôi, đừng sợ, ta tin tưởng ngươi. Tiểu mùi mùi, tất cả mọi người như thế đề cử ngươi, ngươi cũng đừng làm cho mọi người thất vọng gặp lục ngọc ánh mắt quan tới, đường thi vận bình phục một chút tâm tình khẩn trương, lấy dũng khí đi lên sân khấu. Tiếp lời ống, nàng đứng ở chính giữa sân khấu, thấp đầu không dám nhìn tới trước sân khấu người xem, chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn quét mắt dưới đài lăng trần. Nhìn thấy lăng trần cái kia cổ vũ nụ cười, trong nội tâm nàng tâm tình khẩn trương dần dần hòa hoãn lại. Lúc này, lục ngọc ôm trong ngực đàn ghi chấm ta nhỏ và dài mảnh chỉ nhẹ nhàng kích thích dây đàn lập tức, duyên dáng giai điệu từ âm hưởng bên trong chậm rãi lưu xuất. Nghe bên tai chảy xuôi nhạc đệm âm thanh, đường thi vận hơi liêm diêm mắt, phản phất toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm đến âm nhạc bên trong. Hàm răng khẽ mở, trong veo tiếng nói giống như thanh tuyền tú thủy, chảy vào người xem tai bên trong. Lớn gió thổi qua, không đấu vết. Người ta ái tình, giống như một trận gió, thổi, tảng. Lớn gió thổi qua, liễu vô khiên quải đi ngươi, đi ta, từ đó so như mạch đường. Du dương ngọc ngào tiếng ca ở đại sảnh bên trong lặng lặng chảy xuôi, phản phất đến từ đại tự nhiên một hơi gió mát, từ người xem trong tâm khảm nhẹ nhàng phất qua, mang đến một tiên ngày mùa hè mát mẻ. Lăng trần nhìn lấy những cái kia người xem bị kinh diễm ở biểu lộ, không khỏi hài lòng cười bắt đầu. Phẩm vị của mình tuyệt đối không kém được, có ít người khổ luyện nghệ thuật ca hát hơn 10 năm, cũng khó đạt đến những ngày kia sinh có được ngọt ngào tiếng nói người. Đường thi vận chính là cái sau. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Ngân tinh ngu nhạc người chế tác Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhìn thấy dưới đài người xem mặt mũi tràn đầy say mê biểu lộ, lục ngọc sắc mặt hơi có chút khó coi. Cái này là mình chuyên trường, kết quả bị người khác đoạt gió đầu, đổi lại ai cũng sẽ không dễ chịu đáng giận hơn là nàng rõ ràng là mời người lên cùng nàng cùng một chỗ hợp sướng kết quả đường thi vận đem nàng ca từ đều cho hát biến thành một người đơn ca mà lại nhìn những cái kia người xem phản ứng tốt như chính mình chỉ là người bạn tấu đường thi vận mới là chủ giác nếu như là bình thường ngược lại cũng thôi nhưng hôm nay không được hôm nay có vị nhân vật rất trọng yếu ở hiện trường trực tiếp quan hệ đến tương lai của mình nghĩ tới đây nàng nhẹ gãy dây đàn ngón tay nhẹ nhàng trượt đi nguyên bản trôi chảy nhạc đệm lập tức xuất hiện mấy cái tạp âm để đắm chìm trong mỹ hảo ý cảnh bên trong khán giả lập tức tỉnh táo lại chuyện gì xảy ra người xem tâm tình có chút bất mãn lục ngọc vội vàng nói xin lỗi không có ý tứ vừa mới đánh sai vừa vặn mới vừa rồi còn không nghe đủ đây tiểu cô nương ngươi từ đầu lại hát một lần đi lục ngọc tâm lý rất không thoải mái lại để cho nàng hát xuống dưới mình làm sao bây giờ lập tức, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía sân khấu sau Âu Phục Nam Tử. Thu đến nàng ám chỉ người chủ trì vội vàng đi đến đài, vẻ mặt tươi cười nói. Các vị khán giả, tiết mục là có trình tự, hợp sướng khâu đã kết thúc. Vị tiểu mùi mùi này, cảm ơn ngươi đặc sắc diễn sướng. Đường thi vận mặt ứng hồng đưa qua microphone, sau đó như bay chạy đến lăng trần bên người, khẩn trương mà chờ mong mà hỏi, lăng ca ca, ta hát thế nào? ngươi nghe một chút phản ứng của mọi người liền biết rồi. Lúc này, như sấm tiếng vỗ tay vang lên, thật lâu không có dừng lại. Ngay cả cái kia mặt rỗ mặt cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen nói. Tiểu cô nương, hát coi như không tệ, ta đều muốn đối với ngươi đường chuyển phấn. Đường thi vận thẹn thùng cười cười, hai tay ông chặt lăng trần cánh tay, cử chỉ thân mật. Mặt rỗ mặt cực kỳ hâm mộ nói. Huynh đệ, ngươi thật có phúc khí tìm cái tốt như vậy bạn gái. Cái đó là... Lăng Trần vui mở nghi ngờ, đối với mặt rỗ mặt hảo cảm thẳng tắp tăng lên. Có đường thi vận châu Ngọc phía trước, lục Ngọc tiếp xuống diễn sướng đều tiếng vọng thường thường, cũng may những này mê ca nhạc đều tương đối nể tình, một mực quan sát đến kết thúc mới tan cuộc. Rời đi quán bar Lăng Trần nhìn đồng hồ, đều sắp 10 giờ. Không quay lại đi, đoán chừng đường thi vận lão mụ muốn lo lắng đang lúc hai người chuẩn bị cản một cỗ taxi về nhà lúc, một tên dáng vẽ đường đường trung niên nam tử bước nhanh từ phía sau đuổi theo. Hai vị, không có ý tứ, quấy rầy một chút. Lăng trần quét mắt đối phương. Ngươi là vị nào? Trung niên nam tử đưa lên một tấm danh thiếp, tự giới thiệu nói. Ngươi tốt, ta gọi Chu Nham Tùng, là ngân tinh ngu nhạc người chế tác. Ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, chúng ta còn chạy về nhà đây. Là như vậy, vừa rồi ta ở quán ba nghe vị tiểu cô nương này diễn sướng, cảm thấy nàng tiếng nói điều kiện phi thường ưu tú, nếu như tiến hành bồi dưỡng lời nói, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nói đến đây, chu nham tùng sốt ruột nhìn lấy đường thi vận. Tiểu cô nương, thiên phú của ngươi rất xuất chúng, ta hy vọng ngươi có thể đem nắm loại thiên phú này, không cần lãng phí một cách vô ích. Ta. chu tiên sinh. Đúng lúc này, chỉ gặp lục ngọc vội vã từ quán ba bên trong đi ra, nhìn tới cửa chu nham tùng nàng mang giày cao gót một đường chạy chậm chu tiên sinh ta chính bốn phía tiền ngại đâu nguyên lai ngại ở chỗ này đang khi nói chuyện nàng lưu ý đến bên cạnh lăng trần cùng đường thi vận sắc mặt không khỏi biến đổi tâm lý có chút không thoải mái chu nham tùng là giải trí hành nghiệp kim bài người chế tác nếu có hắn dìu dắt sau này nhất định có thể một bước lên mây trở thành đại minh tinh ở trong tầm tay lần này có thể mời đến chu nham tùng nàng không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu vừa rồi diễn xuất kết thúc chu nham tùng không có đi tìm mình ngược lại trước tiên tìm đến tiểu cô nương này cái này khiến nàng rất khó chịu mình giao suất nhiều như vậy thật vất vả đem người mời đến dựa vào cái gì để cho người khác không công chiếm tiện nghi càng nghĩ trong nội tâm nàng càng khí nhìn về phía đường thi vận ánh mắt tràn đầy đố kỵ đối mặt lục ngọc chu nham tùng thái độ không giống đối đã đường thi vận như thế bình dị gần gũi mà là có chút lãnh đạm thậm chí mang theo một ti chán ghét lấy địa vị của hắn bản không cần tự hạ thân phận đến quan sát lục ngọc diễn xuất nhưng công ty lão bản lên tiếng hắn không tiện cự tuyệt đến mức lục ngọc dùng biện pháp gì chiếm được hắn lão bản niềm vui có thể nghĩ lục tiểu thư ngươi đi về trước đi chuyện của ngươi chúng ta hôm nào bàn lại chu tiên sinh lại nói của ta không đủ rõ ràng sao Chu Nham Tùng biểu hiện rất không kiên nhẫn. Lục Ngọc sợ gây đối phương không cao hứng, vội vàng nói. Thật xin lỗi, vậy ta không quấy rầy ngại. Nói xong, nàng quay người hướng quán ba đi đến. Đi suốt không bao xa, nàng lại nhìn không được về đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Chu Nham Tùng ở đường thi vận trước mặt mặt mũi tràn đầy thân hòa nụ cười, cái này loại khác nhau đối đãi càng làm cho nàng ghen ghét dữ dội. Đây không phải lục tiểu thư à. Trở lại quán ba, mấy tên nam tử đâm đầu đi tới cầm đầu trung niên nam tử phất tay hướng lục ngọc lên tiếng chào nhìn thấy người tới lục ngọc lập tức chen xuất một tia nụ cười ngọt ngào thân thể chủ động dán vào giọng dịu dàng nói thắng ca ngươi đến đây lúc nào ta cũng không thấy ngươi trung niên nam tử gọi dương thắng là thổ địa của nơi này cũng là cái này quán rượu lão bản nàng xuất đạo trước đó thường thường ở quán ba trú hát không ít cùng dương thắng đánh quan hệ nàng có thế có thành tựu của ngày hôm nay, Dương Thắng hỗ trợ bỏ khá nhiều công sức. Tới sớm, ta ở bao xương cùng người nói chuyện làm ăn. Dương Thắng ông lục ngọc eo thon, tay trái thuận thế trượt, ở cái kia tròn trịa trên cặp mông hung hăng bóp một cái, mặt mũi tràn đầy chi sắc. Lục ngọc không thuận theo hờn dỗi một tiếng, mị nhãn như tơ. Lục tiểu thư, lâu như vậy không gặp ngươi là càng ngày càng nước nhuận, xem ra không ít bị người tưới nhường. Thắng ca, Ngươi nói gì vậy, người ta thế nhưng là thủ thân như ngọc cô nương tốt. Thật sao thắng ca ta hôm nay nói chuyện một món làm ăn lớn, tâm tình tốt, ban đêm bồi bồi ta, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thắng ca mở miệng, ta dám cự tuyệt À. Ta liền biết rõ ngươi nghe lời nhất. Nghĩ đến cái này cơ mờ nờ trên giường công phu, dương thắng hạ thân một trận hỏa nhiệt, thật hận không thể trực tiếp mở làm. Thắng ca, cùng ngươi một đêm không có vấn đề, nhưng người muốn giúp ta cái chuyện nhỏ dễ nói chỉ cần ta có thể làm được ngươi cứ mở miệng lúc này quán ba bên ngoài chu nham tùng còn đang nỗ lực khuyên lơn đường thi vận không có ý tứ chu tiên sinh ta hiện tại vẫn là học sinh tạm thời không muốn thi lo phương diện này sự tình chu nham tùng gấp nói tiểu cô nương cái này đều không là vấn đề ta cam đoan sẽ không chậm trễ ngươi việc học chu tiên sinh loại chuyện này quan hệ đến tương lai của nàng, nhất thời bán hội ngươi để nàng làm thế nào quyết định. Muốn ta nhìn, ngươi trước cho nàng chút thời gian, để nàng cùng người trong nhà thương lượng một chút. Đúng đúng là, là ta quá nóng lòng. Vậy dạng này đi, trên danh thiếp có điện thoại của ta cùng công ty địa chỉ, nếu như ngươi nghĩ thông suốt tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Nát nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Được. Đưa tiễn chu nham tùng, lăng trần vui đùa nói. Nhà đầu, ngày khác cho ta làm cái trên dưới 100 trương ký tên, về sau ngươi phải nổi danh, ta liền dựa vào ngươi ký tên bán lấy tiền sinh hoạt. Đường thi vận bật cười. Lăng ca ca, thật muốn có một ngày như vậy lời nói, ngươi cái gì đều không cần làm, ta bao dưỡng ngươi. Nhà đầu, ngươi thật có ánh mắt ta đẹp trai như vậy người thích hợp nhất khi tiểu bạch kiểm. Ca môn, tiểu bạch kiểm cũng không phải dễ làm như thế, xem ngươi thân thể nhỏ bé, đoán chừng trên giường không thỏa mãn được nàng, muốn không để huynh đệ chúng ta mấy cái làm thay tốt. Mấy cái thanh niên đi tới, mặt mũi tràn đầy cười dâm đảng. Đại ca, cô nàng này lớn lên chân thủy non, huynh đệ chúng ta đêm nay thật có phúc. Nói đúng lắm, có thể đem cái này loại cực phẩm tiểu nữ ông vào giường, tinh tẩn nhân vong cũng sẽ không tiếc. Nghe của bọn hắn lời nói bậy, đường thi vận sắc mặt xanh lét đỏ, xấu hổ giận dữ vô cùng. Lăng Trần nhìn lấy cái này mấy tên côn đồ, góc miệng khẽ nhếch, mắt bên trong hàng quan ẩn hiện. Mấy vị, ta thích nhất nói đùa, nhưng ta nhất không thích người khác cầm bên cạnh ta nữ nhân nói đùa, các ngươi phạm vào ta tối kỵ, bình thường phạm ta kiên kỵ người cũng sẽ không có kết cục tốt. A, à, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, vừa vặn huynh để chúng ta mấy ngày không có luyện tập, muốn không ngươi bên trên đi thử một chút, mấy tên côn đồ mở miệng khiêu khích nói. Lăng Trần không nói hai lời, sải bước đi đi qua. Các huynh đệ, hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Mấy tên côn đồ cùng nhau tiến lên, đem Lăng Trần vây vào giữa, huy quyền liền đánh qua. Lăng Trần nhìn cũng chưa từng nhìn, dưới chân trượt đi, trong nháy mắt đến một cái tiểu lưu manh trước mặt. Hắn đầu gói vừa nhất, bỗng nhiên hướng phía trước đỉnh đi. Ngao chỉ nghe một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, cái kia tiểu lưu manh gấp che lấy hạ bộ của mình, sắc mặt trắng bệt, vẻ mặt cầu xin thẳng hô. Nát! 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 Còn lại mấy tên đồng bạn thấy thế, sắc mặt đột biến, kinh sợ nói. Tiểu tử, ngươi dám phế huynh đệ của ta. Không chỉ là của hắn, còn có các ngươi. Dứt lời, Lăng Trần chủ động nhào tới, quyền cước cùng sử dụng, hai ba cái công phu mặt đất chính là một mảnh kêu trên rung động lăng trần lắc lắc đầu mấy tên này quá không trải qua đánh chính mình cũng không có ra sao dùng sức khó nói hiện tại tiểu lưu manh đều cái này tố chất nói đi vì cái gì tìm chúng ta phiền phức ta không có lăng trần ngoạn vị nhìn của bọn hắn có phải hay không ngại trứng nát còn chưa đủ muốn không ta lại đem mệnh căng của các ngươi cùng một chỗ phế đi nghe nói như thế Mấy tên côn đồ trên mặt lập tức bộc lộ xuất vẻ sợ hãi. "Khác đừng, ta nói là Thắng ca gọi chúng ta tới." "Thắng ca cái nào Thắng ca?" Dương Thắng. Ta cùng hắn không oán không cừu, hắn tìm ta phiền phức làm gì, khác ta không rõ ràng, ta chỉ biết là Lục tiểu thư mời Thắng ca giúp một tay. Nguyên lai like là Lục Ngọc. Lăng Trần âm thầm điểm đầu, cái kia nữ nhân quả nhiên không phải mặt hàng nào tốt đoán chừng là bởi vì Chu Nham Tùng coi trọng đường thi vận, đem nàng làm như không thấy, cho nên nàng mới giận chó đánh mèo đến đường thi vận trên thân. Nữ nhân lòng đố kỵ thật đáng sợ. Các ngươi trở về nói cho Dương Thắng cùng Lục Ngọc, bút trướng này ta trước nhớ kỹ, nếu có lần sau nữa, ta để hai người bọn họ bên dưới nửa sinh không thể tự gánh vác. Nhà đầu, chúng ta đi. Trở lại chỗ ở, đã là 10 giờ rưỡi. Lăng Trần nhìn lấy ánh đèn mờ nhạt trong thang lầu, dừng bước lại. "Nhà đầu, ngươi đi lên trước, nếu như bị mẹ ngươi nhìn thấy chúng ta đồng thời trở về, đoán chừng sẽ tức chết." "Ừm." "Lăng Ca ca, cảm ơn ngươi đêm nay theo giúp ta." "Khách khí cái gì, bồi bạn gái là hẳn là sự tình." Đường Thi vận thẹn thùng nói. "Ai là bạn gái của ngươi, khác nói mò." Vừa rồi tại quầy rượu thời điểm người khác nói ngươi là bạn gái của ta ngươi cũng không có cự tuyệt, cái kia nói rõ ngươi thừa nhận. Lăng Trần một mặt cười xấu xa. Đường thi vận mũi thon hừ nhẹ nói. Ngươi liền sẽ chiếm ta tiện nghi, ta đó là không muốn để cho ngươi mất mặt, người lớn như thế, ngay cả cái bạn gái đều không có, nói ra nhiều mất mặt. Ai nha? Ngươi cái này nha đầu lại dám bẩn thiểu ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, hắn giơ tay lên chưởng, làm bộ hướng đường thi vận mông đít nhỏ bên trên vỗ tới ba bàn tay rơi xuống, vừa vặn rơi vào đường thi vận trên cặp mông đầy đặn. Lần này hai người đều ngơ ngẩn. Lăng Trần xuất thủ tốc độ cũng không nhanh, hắn coi là đường thi vận sẽ né tránh, nào biết đạo nàng đứng ở nơi đó không nhích động chút nào. Đường thi vận chỉ mặc một đầu đơn bạc váy, tuy nhiên còn có đầu tiểu nội y, nhưng Lăng Trần Y Nguyên có thể cảm nhận được cái kia bóng loáng non mịn da thịt xúc cảm cực dai hắn, tay trái có chút không nghe sai khiến nhéo nhéo, để gương mặt đỏ bừng đường thi vận càng thêm đỏ bừng, giống như một đóa vừa mới nở rộ hoa tươi, kiều diễm ướt ác. Chán ghét. Đường thi vận đỏ mặt, một thanh đẩy ra lăng trần vuốt sói, vội vã chạy lên bậc thang, biến mất trong nháy mắt không thấy. Cái này nha đầu. Hồi tưởng đến đường thi vận vừa rồi thẹn thùng bộ dáng, lăng trần tâm đầu thầm vui, có tiểu mỹ nữ ở bên người điều tiết bên dưới sinh hoạt tình thú coi như không tệ. Mấy phút đồng hồ sau, xem chừng đường thi vận đã đến nhà, hắn mới khẽ hát, một mình lên lầu. Cùng lúc đó, bốn lầu dò xét xuất một đôi mắt cũng từ trên ban công thu về. Hai ngày sau, Lăng Trần không có nhàn rỗi, bốn phía tìm việc làm. Hiện tại hắn toàn thân gia sản thêm bắt đầu mới hơn một ngàn khối tiền, nhiều lắm là kiên trì xong tháng này nếu là lại tìm không thấy thu nhập nơi phát ra hắn tháng sau đoán chừng muốn đi ngủ ngoài đường một ngày này một đêm mưa lớn sau đông hải thì ánh nắng tươi sáng thái dương đã phơi cái mông lăng trần còn nằm ở trên giường nằm ngáy o o nước bọt chảy ròng dưới đầu mặt gối lên một bản từ trên sạp hàng mua được gợi cảm nữ lan tạp chí đông 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 nghe được ngoài cửa tiếng đập cửa lăng trần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đứng dậy mắng nói ai nha trần ca là ta lăng trần mở ra cửa nhìn lấy cổng khương hào khó chịu nói tiểu tử ngươi làm gì không biết rõ hắn lời còn chưa nói hết liền chú ý đến khương hào bên người còn đứng lấy một người là ngươi khương hào ngươi làm sao đi cùng với hắn ta vừa dưới lầu đụng phải hắn hắn hỏi ta có biết hay không ngươi nói là tìm ngươi có việc cho nên ta đem hắn mang tới gặp lăng trần sắc mặt không đúng khương hào hạ giọng nói trần ca gia hỏa này không phải tới tìm ngươi phiền phức a à, có muốn hay không ta gọi người đến không Trần, ngươi đi về trước đi nơi này không còn việc của ngươi khương hào sau khi đi lăng trần nhìn lấy đến có người nói liễu quản gia ngươi tìm ta có việc người trước mắt này chính là nam vinh nhà quản gia liễu khôn lăng tiên sinh người tới là khách ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút đừng chúng ta trước đem lời nói rõ ràng ra ngươi nếu tới thay cô nàng kia báo thù lời nói vậy ngươi có thể đi, ta không hứng thú tiếp đãi ngươi. Báo thù có ý tứ gì, ngươi không biết rõ, lăng tiên sinh, cái này nó bên trong khả năng có hiểu lầm gì đó, nhưng ta lần này đến cũng không phải là tìm làm phiền ngươi, mà là muốn cho ngươi công việc. Thật hay giả, hắn còn tưởng rằng liễu không là đến thay tô lâm xuất đầu. Lăng tiên sinh, chúng ta vẫn là vào nhà nói chuyện tương đối tốt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Hồng Vũ Tập đoàn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vào phòng, Liễu không đi thẳng vào vấn đề nói. Lăng tiên sinh, ta không ngại nói thẳng, lần trước ở Nam Dung nhà kiến thức thân thủ của ngươi, ta rất thưởng thức ngươi. Vừa vặn công ty của chúng ta khuyết thiếu người như ngươi mới, cho nên ta muốn mời ngươi gia nhập. Lăng trần thầm vui, mình đang rầu công tác không có, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đưa tới cửa lần trước cùng Nam Vinh Hảo lúc uống rượu, hắn nhớ đối phương nói qua, Nam Vinh nhà trưởng quản Hồng Vũ tập đoàn là Đông Hải thì nổi danh xí nghiệp, nếu có thể gia nhập Hồng Vũ tập đoàn, cái này đã ngộ khẳng định phải so trước kia phong phú. Liễu quản gia, ngươi nói phần công tác này là cái gì, bảo an? Bảo an, Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức dao động đầu nói. Không làm. Hắn cũng không phải ghét bỏ khác, chủ yếu là bảo an cái kia thân chế phục quá xấu. Nhân viên làm theo tháng một vạn ba, bao ăn không bao ở, làm tốt mỗi tháng còn có tiền thưởng. Dừng A, à, mới một vạn. Hả? Lăng Trần cho là mình nghe lầm, bận biểu hỏi. Ngươi vừa nói tiền lương bao nhiêu, một ngàn ba vẫn là? Một vạn ba. Ta lúc nào có thể lên bang, Lăng Trần thái độ lập tức 180 độ chuyển biến lớn. Nói đùa, một tháng một vạn ba tiền lương, đừng nói bảo an cái kia thân chế phục không mặc quần áo đều được. Một vạn ba na. Nghĩ đến sau này mình cũng có thể vượt qua tiền nhỏ sinh hoạt, miệng hắn đều nhanh cười rách ra. Lăng Tiên Sinh nếu là dễ dàng, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi công ty xử lý nhập chức thủ tục. Được. Lăng Trần vội vàng thay đổi một bộ quần áo, đi theo Liễu Không ra cửa. Đi qua nửa giờ đường xe, hai người rốt cục đã tới Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ nhìn trước mắt nhà này chừng hơn 60 tầng cao cao ốc, lăng trần hai mắt tỏa sáng, miệng một mực không có khép lại qua. Lăng tiên sinh, mời đi theo ta. Đi vào đại sảnh, liễu không dẫn lăng trần đi vào nhân sự chỗ, thay hắn làm nhập chức thủ tục. Có liễu không ở, nguyên bản rườm ra thủ tục hết thảy giảng lược từ nhanh. Không đến vài phút, lăng trần lời ghi chép đặt trước lao công hợp đồng, chính thức trở thành hồng vũ tập đoàn một phần tử. Lăng tiên sinh, ta trước dẫn ngươi đi bảo an bộ đi dạo, nhận biết bên dưới những đồng nghiệp khác, sáng mai ngươi lại chính thức đi làm. Tốt, phiền toái quản gia. Bảo an bộ ở vào lầu một, lăng trần đi theo liễu không đi vào văn phòng bên ngoài, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, đã thấy một người mặc đồng phục an ninh mặc rỗ mặt mở cửa từ bên trong đi ra. Nhìn thấy liễu không, mặc rỗ mặt vội vàng đứng thẳng người nói. Liễu tiên sinh. Liễu không điểm điểm đầu, chỉ sau lưng lăng trần nói ngụy quân ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là mới vừa vào chức đồng sự lăng trần bốn ánh mắt đối lập lăng trần cùng ngụy quân lấy làm kinh hãi cùng kêu lên nói là ngươi các ngươi nhận biết gặp qua một lần lăng trần nhếch miệng cười một tiếng cái này ngụy quân chính là lần trước ở quán ba cùng hắn nổi tranh chấp mặt rổ mặt không có nghĩ tới tên này cũng ở hồng vũ đi làm hơn nữa còn thành đồng nghiệp của mình đã các ngươi đều biết vậy thì thật là tốt lăng tiên sinh ngụy quân là bảo an bộ đội phó đợi chút nữa để hắn mang theo ngươi bốn phía đi dạo ta còn có việc phải bận rộn đi trước đưa tiễn liễu khôn lăng trần thân thiện dựng lấy ngụy quân bả vai ngụy đại ca chúng ta thật đúng là có duyên thế mà có thế ở chỗ này đụng phải lần trước ở quầy rượu sự tình ngươi đừng để trong lòng bây giờ đang tay người ta bên dưới kiếm cơm hắn tự nhiên muốn tạo mối quan hệ miễn cho về sau cho mình tiểu hài xuyên bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lăng Trần chủ động nhận lầm, Ngụy Quân cũng không dễ tiếp tục truy cứu. Lại nói, gia hỏa này là liễu không tự mình mang tới, đoán chừng lai lịch không nhỏ, hắn cũng không dám quá trải qua tội. Ngày đó ta cũng có chỗ không đúng, chuyện đã qua chúng ta cũng không nhắc lại. Lăng lão đệ, đi, ta mang người bốn phía dạo chơi, quen thuộc bên dưới hoàn cảnh. Bảo an công tác rất đơn giản, đơn giản là tuần tra đứng gác, trọng yếu là có một phần trách nhiệm tâm. Ở ngụy quân chỉ huy dưới, bỏ ra không đến nửa giờ, Lăng Trần đã đối với nhà này đại lâu hoàn cảnh có đại khái hiểu rõ. Lăng lão đệ, 12 giờ, chúng ta đi trước nhà ăn ăn cơm trưa. Được. Hồng Vũ Cao Ốc có chuyên môn nhân viên nhà ăn, miễn phí cung ứng. Lăng Trần cùng Ngụy Quân đi vào nhà ăn, đánh hai phần cơm, sau đó tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngụy Đại Ca, ngươi ở Hồng Vũ Tập Đoàn làm bao lâu? Hơn 2 năm. Đại ngộ nhất định rất cao a. À? Chính mình cũng có một vạn ba tiền lương, Ngụy Quân là đội phó, hẳn là cao hơn hắn. Vẫn được, một tháng phát tới tay có hơn 3 ngàn. Lăng Trần không khỏi khẽ giật mình, mới hơn 3 ngàn, cái này kém khác cũng quá lớn đi. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, liễu không tự mình mời mình đến, còn mở cao như vậy tiền lương, đoán chừng là nhìn trúng năng lực của mình. Nghĩ tới đây, hắn liền bình thường trở lại. Lúc này, nhà ăn bên trong ăn cơm nhân viên tất cả đều ngừng đôi đũa trong tay, nhìn về phía cổng. Lăng Trần cảm thấy hiếu kỳ, theo ngụy quân ánh mắt nhìn, ánh mắt lập tức động lại, chỉ gặp một vị dáng người cao gầy mỹ nữ chân dài đẩy xe lăn đi vào nhà ăn. Nam Vinh Nguyễn Thanh Nhìn lấy trên xe lăn cái kia nữ nhân, Lăng Trần dù cho gặp qua một lần, vẫn có bị cảm giác kinh diễm. Chính thưởng thức một đạo ánh mắt lạnh như băng đột nhiên ném đi qua, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đối đầu vị kia mỹ nữ chân dài bốc hỏa con mắt. Cô nàng này rất mắt nhọn, thế mà bị nàng phát hiện. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Tô Lâm chớp chớp mắt. Nhìn thấy cử động của hắn, Tô Lâm tâm đầu thầm giận, cái này khốn nạn chạy đến tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là đến đưa chuyển phát nhanh ngay sau đó, nàng ở Nam Vinh uyển Thanh bên tai nói nhỏ hai câu, sau đó buông ra xe lăn, ba chân bốn cẳng vọt tới lăng trần trước người, khí thế bức người mà hỏi, họ lăn, ngươi ở chỗ này làm gì, lăng trần đưa tay ở trước mặt nàng lung lay, cười nói. Tô Tiểu Thư, ánh mắt ngươi không có vấn đề đi, khó nói ngươi nhìn không ra ta ở chỗ này ăn cơm, nơi này là hồng vũ nội bộ nhân viên nhà ăn, ngươi một ngoại nhân có cái gì tư cách ở chỗ này ăn cơm. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta ngụy quân vội vàng nhắc nhở nói tô tiểu thư hắn hiện tại là bản nhân viên của công ty cái gì tôi lâm gương mặt không thể tưởng tượng nổi tô tiểu thư ánh mắt ngươi không tốt lỗ tai hẳn là dễ dùng đi ngụy đại ca lời nói ngươi có nghe rõ không ngươi ta chẳng cần biết ngươi là ai mướn vào ta hiện tại liền khai trừ ngươi ngụy đại ca tô tiểu thư ở công ty đảm nhiệm chức vụ gì nàng có khai trừ quyền lợi của ta sao ngụy quân vừa mới chuẩn bị mở miệng nhưng tô lâm một ánh mắt quăng ra hắn lập tức đóng lại miệng không dám lên tiếng họ lăng ta cho ngươi biết nơi này là địa bàn của ta ta không có đảm nhiệm chức vụ có thể khai trường ngươi lăng trần nhúng nhúng vai gương mặt không quan trọng ta nghe nói hồng vũ tập đoàn là đông hải thị nổi danh xí nghiệp chế độ nghiêm cẩn không nghĩ tới tùy tiện như vậy một ngoại nhân ỷ vào quan hệ thế mà có thế trong công ty làm mưa làm gió một chút cũng không biết rõ tôn trọng nhân viên. Các vị, các ngươi đều thấy được, về sau cũng phải cẩn thận một chút, gặp được vị này tô tiểu thư tận lực đi vòng, ngàn vạn chớ bị nàng để mắt tới, miễn cho đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết nói. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Khai trừ hắn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tô Lâm khó thở, giận nói Họ lăng, ngươi Tiểu Lâm, đủ rồi, cần phải đi. Nghe được Nam Vinh Nguyễn Thanh âm thanh truyền đến, Tô Lâm hung hăng trận mắt nhìn Lăng Trần một chút, dậm chân nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau ngươi sẽ biết tay. Nói xong, nàng giận đùng đùng trở lại Nam Vinh Nguyễn Thanh bên người, đẩy xe Lăng rời đi. Lăng lão đệ, ngươi thật lợi hại, lại dám như thế cùng Tô Tiểu Thư nói chuyện. Toàn công ty đều biết rõ Tô Tiểu Thư bạo tính khí, không ai dám trêu chọc nàng, ngươi là người thứ nhất lăng trần không quan trọng cười cười một cái nữ nhân mà thôi có gì phải sợ lúc này ở công ty cao quản chuyên dụng bao sương bên trong tô lâm biểu môi thở phì phì nói nguyễn thanh ngươi vừa rồi đều thấy được cái kia khốn nạn quá ghê tởm khẩu khí này ta núi không trôi ngươi muốn thế nào khai trừ hắn nhất định phải khai trừ hắn tuyệt không thể đem loại tên lưu manh này lưu trong công ty Lưu Manh, Nam Vinh Nguyễn Thanh nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi làm sao biết rõ hắn là Lưu Manh? Ta. Hắn cái loại người này tặc mi thử nhãn, xem xét liền biết không phải là đồ tốt, không là Lưu Manh là cái gì. Nghe nàng gượng ép giải thích, Nam Vinh Nguyễn Thanh nhẹ nhàng dao động đầu. Ngươi cũng đừng nóng giận, đợi chút nữa ta hỏi một chút bộ phận nhân sự, nhìn xem là ai đem hắn chiêu tiến vào công ty. Nửa giờ sau ở vào hồng vũ cao ốc tầng cao nhất văn phòng bên trong nam vinh uyển thanh ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn nhìn trước mắt liễu khôn liễu thúc lăng trần là ngươi an bài tiến đến đúng thế vì cái gì không cho ta biết đại tiểu thư loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết quấy rầy ngài tô lâm tức giận nói liễu thúc cái kia loại khốn nạn sao có thể tùy tiện chiêu tiếng công ty ta mặc kệ dù sao không thể lưu hắn ở công ty đại tiểu thư ý tứ đâu? Nam Vinh Nguyễn Thanh nhàn nhạt nói. Bảo an bộ hiện tại còn không thiếu người. Đại tiểu thư, Lăng Trần tạm thời không thể khai trừ, trừ phi hắn có nghiêm trọng tuân nhật ký hành trình vì. Vì cái gì đây là lão gia mệnh lệnh? Nghe nói như thế, Tô Lâm lập tức xì hơi, không nghĩ tới lại là ông ngoại an bài. Nam Vinh Nguyễn Thanh trầm ngâm một lát, như có điều suy nghĩ điểm đầu nói. Ta biết rồi. Liễu Thúc, ngươi trở về đi. Vâng, đại tiểu thư. Nhìn thấy Liễu không rời phòng làm việc, Tô Lâm vẻ mặt đau khổ nói. Nguyễn Thanh, bây giờ nên làm gì, đây là gia gia an bài, ta cũng không có cách nào. Nguyễn Thanh, ngươi như thế thông rõ, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Tô Lâm e sợ cho nàng cự tuyệt, lôi kéo tay của nàng giọng dịu dàng nói. Chúng ta là hảo tỷ muội, ngươi liền giúp ta một chút đi nam vinh uyển thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu từ khi nàng xảy ra tai nạn xe cộ đến nay tô lâm một mực hậu ở bên cạnh nàng cùng tình cảm của nàng thâm hậu nhất chỉ cần là tô lâm thỉnh cầu nàng từ trước đến nay đều sẽ không cự tuyệt tốt a à, ta thử một lần a à, quá tốt rồi uyển thanh lấy ngươi thông rõ tài trí nhất định có thế vài phút bãi bình hắn khi tô lâm ở ảo tưởng lăng trần chịu khổ đầu thời điểm lăng trần đang ngồi ở ngụy quân văn phòng bên trong bắt chéo hai chân miệng bên trong nằm cây tâm côn hai tay gối lên đầu hưởng thụ lấy mát mẻ điều hòa không khí ngụy đại ca ngươi chừng nào thì dẫn ta đi gặp gặp bảo an bộ đội trưởng hắn hiện tại chỉ sợ không có rảnh gặp ngươi vì cái gì hắn đúng suýt nữa quên mất hỏi ngươi ngươi bị phân đến cái nào đội ngũ cái gì đội ngũ không ai đề cập với ta việc này vậy ta trước cùng ngươi phổ cập một chút chúng ta bảo an bộ hết thảy có hai cái đội ngũ theo thứ tự là một đội cùng hai đội một đội từ đội trưởng chỉ huy chuyên môn phụ trách đại tiểu thư an toàn hai đội từ ta chủ quản phụ trách đại lâu trị an một đội thành viên là từ xuất ngũ lão binh tạo thành các phương diện tố chất cũng rất cao mà lại mỗi tháng tiền lương có năm chữ số so với chúng ta nhiều suốt mấy lần nói đến đây ngụy quân một mặt cực kỳ hâm mộ lăng trần giật mình lấy tiền lương của mình tiêu chuẩn, vậy nhất định là bị phân đến một đội. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhếch miệng cười lên, cũng tốt, về sau có thế có thêm cơ hội nữa nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh. Buổi chiều về đến nhà, Lăng Trần gặp thời gian còn sớm, liền cho Khương Hào gọi điện thoại. Lần trước hắn đáp ứng giúp Khương Hào bồi dưỡng một nhóm nòng cốt, cái này đều mấy ngày trôi qua, cũng không thể thả người ta bồ câu. Ước địa điểm tốt, hắn ngâm bát thuận tiện, mấy ngụm giải quyết sau đó ngậm cây tâm côn đã xuất gia cửa tuy nhiên hắn hiện tại tiền lương có một vạn ba nhưng dù sao không có phát đến tay cho nên chỉ có thể tiếp tục qua thời gian khổ cực chỉ chốc lát sau hắn đi vào một gian bỏ hoang thương khố bên trong đúng là hắn lần trước cùng triệu chính hùng đàm phán địa phương hắn đến thời điểm thương khố bên trong đã có hai ba mươi người đều là sớm nhất đi theo khương hào lẫn vào tiểu đệ duy chỉ có không thấy khương hào trần ca trần ca đám người nhao nhao chào hỏi lăng trần tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống khương hào người đâu trần ca hào ca cùng thử ca đã ở trên đường lập tức đến thử ca lăng trần một mặt mơ hồ mấy ngày không gặp tại sao lại nhảy ra một cái thử ca trần ca tiếng nói truyền đến chỉ gặp khương hào bước nhanh từ bên ngoài đi vào ở bên cạnh hắn còn đi theo một người lại là nam vinh hạo nguyên lai like cái kia chút tiểu đệ trong miệng thử ca là chỉ nam vinh hạo các ngươi hai cái lúc nào nhập bọn với nhau đi lăng trần không nghĩ ra một cái là nam vinh nhà đại thiếu gia một cái là lão thành khu du côn hồ đồ hai cái chênh lệch những người khác ở đâu ra tiếng nói chung nam vinh hạo sờ sờ đầu ngượng ngùng cười bắt đầu trần ca là như vậy khương Hạo tiến đến lăng trần bên tai nói nhỏ vài câu lăng trần lập tức vui lên vài ngày trước Khương Hào đi tiệm uống tóc tìm đặc thù phục vụ, kết quả đụng phải vừa mới xong việc Nam Vinh Hạo. Hai người người trong đồng đạo nhập bọn với nhau, vậy dĩ nhiên không kỳ quái. Hạo tử, ngươi đường đường Nam Vinh nhà thiếu gia, chạy thế nào đến già nội thành tìm thú vui tới, có phải hay không quá rơi cấp bậc rồi? Nam Vinh Hạo thẹn thùng nói. Trần ca, ta. Đại tỷ của ta quản tương đối nghiêm, cái kia loại cấp cao nơi chúng ta không dám đi, sợ bị nàng phát hiện, vẫn là lão thành khu bên này tương đối an toàn, cho nên. Lăng Trần tỏ ra là đã hiểu, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, chính là đối với nữ nhân thăm dò muốn mạnh nhất thời điểm, có dạng này sinh lý nhu cầu rất bình thường, nhưng hắn vẫn là không nhịn được phê bình nói. Tiểu tử ngươi tuổi quá trẻ không học tốt, về sau ít đi loại địa phương kia lêu lỏng, thật muốn muốn nữ nhân liền đi tìm cái bạn gái, lấy điều kiện của ngươi dạng gì bạn gái tìm không thấy. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng đại tỷ của ta không cho phép, nàng quy định ta 22 tuổi trước đó không thể giao bạn gái. Còn có quy củ này, Lăng Trần có chút đồng tình nam vinh hào, bị đại tỷ quản chết như vậy, cái kia đúng là chuyện thống khổ. Trần ca, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Khương Hào có chút không kịp chờ đợi. Gấp cái gì, chẳng lẽ có người tìm làm phiền ngươi tạm thời còn không có, tuy nhiên cũng sắp. Lão thành khu Dương thắng ngươi nghe nói qua chưa? hắn gần nhất động tác rất lớn, bốn phía tuyển nhận tiểu đệ, còn đem bàn tay đến địa bàn của ta tới. Hai ngày trước hắn tìm người cùng ta đàm phán, muốn cho ta quy thuận hắn, bị ta cự tuyệt, ta đoán chừng hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Khó khăn gia đình Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Dương Thắng Lăng Trần lập tức muốn lên, đêm hôm đó tìm đến mình phiền phức tiểu lưu manh không phải là dương thắng thủ hạ à cái kia dương thắng thế lực rất lớn hắn ở lão thành khu lẫn vào thời gian dài nhất thế lực lớn nhất hiện tại hắn bắt đầu học làm ăn kinh doanh quán ba tiệm cơm muốn tẩy bạch tự kỷ thế lực lại lớn cũng là một đám đường phố đầu tiểu lưu manh đợi chút nữa ta dạy cho các ngươi mấy chiêu bảo đảm để bọn hắn khóc cha gọi mẹ lăng trần nói lời này có đầy đủ tự tin mặc dù chỉ là đơn giản mấy chiêu lại là hắn kết hợp tự thân kinh nghiệm áp suất tinh hoa mấy cái động tác đơn giản dễ học không đến nửa giờ đám người liền học được cái bảy tám phần ngay cả nam vinh hạo đều có thể hữu mô hữu dạng sau mau đi ra khương hào các ngươi phải nhớ kỹ đường phố đầu đánh nhau chủ phải để ý ba chữ hung ác độc nhanh chỉ cần sau người khác cùng ác hơn ra tay độc hơn phản ứng càng nhanh không ai là đối thủ của các ngươi nghe lăng trần thật thà thật thà dạy bảo đám người nhao nhao nhớ kỹ trong lòng đúng lúc này khương hào trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu hắn tiếp thông điện thoại nói không có vài câu sắc mặt liền tối sầm xuống móa nó dương thắng cái kia khốn nạn thật đúng là dám hắn hung hăng mắng nói trần ca dương thắng người đã đến năm dặm đường phố đập mấy gian cửa hàng lăng trần nhếch miệng cười một tiếng nói Vậy thì thật là tốt, ta dạy cho các ngươi đều là lý luận, chỉ có đi qua thực chiến mới có thể chân chính nắm giữ tinh túy. Đã có người đưa đến đem cho các ngươi luyện tập, vậy các ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Trận ca nói đúng lắm. Các huynh đệ, đi nha. Một đám người khí thế hung hăng đến năm dặm đường phố, chỉ gặp hơn 30 tiểu lưu manh cua công sắt đánh đấm vào ven đường phòng trò chơi cùng snooker thất, vậy cũng là khương hào cứ điểm. Khương Hào không nói hai lời, cua lấy một cục gạch liền xông tới, những người khác theo sát phía sau. Lăng Trần khoanh tay, nhiều hứng thú ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng đề điểm một hai. Ấy Ấy, còn chờ cái gì nữa đâu, đạp hắn hạ bàn. Đúng, một quyền này đánh tốt, đúng vậy góc độ kém một chút. Ngươi. Nói ngươi đâu, ngươi dài hai cái đùi dùng để làm gì, sẽ không đá hắn sao? thân là đại thiếu gia nam vinh hạo cái nào gặp qua chân chính đường phố đầu ẩu đả, ở bên cạnh nhìn hai mắt sáng lên, nhiệt huyết sôi trào, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, hận không thể cũng gia nhập vào. Lăng Trần không khỏi nói. Muốn lên thì lên, một cái đại nam nhân lề mề chậm chạp làm gì? Gặp hắn mở miệng, Nam Vinh Hạo làm sơ do dự, lập tức vọt vào hỗn chiến bên trong. Âm. Một quyền vung xuất, một cái tiểu lưu manh cái mũi lập tức đổ máu chỉ chốc lát sau công phu nam vinh hạo liền ở những người khác trợ giúp bên dưới quật ngã mấy tên côn đồ lăng trần có chút kinh ngạc nhìn không ra tiểu tử này vẫn rất dữ dội cổ này chơi liệu ngay cả một số tiểu lưu manh cũng không sánh nổi mà lại nam vinh hạo tư chất không tệ mình dạy cái kia mấy chiêu hắn đều đã thông hiểu đạo lý có thể rất tốt ở thực chiến bên trong vận dụng đến tại mọi người tề tâm hợp lực dưới không có mấy lần công phu đám kia tiểu lưu manh liền bị đánh chạy. Thử ca, ngươi thật lợi hại. Vừa rồi nếu không phải thử ca hỗ trợ, đơn bằng chúng ta những người này đoán chừng quá sức. Khương Hào ông Nam Vinh Hào bả vai cười nói. Hạo tử, ta vẫn cho là ngươi là nương pháo, không nghĩ tới ngươi làm lên đỡ đến như vậy dũng mãnh. Muốn ta nói, ngươi dứt khoát đi theo ta được, đừng đem cái gì phá thiếu gia. Thật muốn như vậy, đại tỷ của ta đoán chừng sẽ giết ta nam vinh hạo cười khổ trần ca chúng ta vừa rồi biểu hiện thế nào đám người trơ mắt nhìn lăng trần hy vọng có thể đạt được hắn khẳng định vẫn được tiếp tục cố gắng ta đi về trước đi ẩn hiện mấy bước lăng trần lại trở lại đầu nói hào tử nam vinh hạo hấp tấp chạy đến hắn trước mặt hỏi trần ca còn có việc ngươi thật nghĩ học công phu đương nhiên cái này còn phải hỏi sao trần ca ngươi có phải hay không bớt nói nhảm đi theo ta rời đi năm dặm đường phố hai người tới một mảnh không ai trên đất trống đứng ở trong sân lăng trần quét nam vinh hạo một chút thấy rõ ràng ta chỉ làm ba lần dứt lời hắn xong quyền múa hổ hổ sinh phong động tác lúc nhanh lúc chậm nhanh lúc cường tráng mạnh mẽ chậm lúc nhu hòa như nước một bộ quyền liên tục ba lần trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại một mạch mà thành nam vinh hạo ngay cả hai mắt không dám nháy một cái e sợ cho bỏ qua chi tiết xem rõ chưa nam vinh hạo điểm một cái đầu lại lắc lắc đầu có chút mơ hồ sáng mai lúc này ngươi lại tới tìm ta ta nhìn ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu lưu lại nam vinh hạo một người lăng trần trực tiếp trở về nhà từ nam vinh hạo trước đó biểu hiện đến xem tư chất của hắn không kém tuy nhiên cất bước hơi trễ, nhưng cái này không ngại sự tình. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ Nam Vinh Hạo tư chất trình độ, suy nghĩ thêm muốn hay không dạy một chút hắn. Sở dĩ chịu dạy Nam Vinh Hạo, chủ yếu là cảm thấy Nam Vinh Hạo người không tệ, không có nhà giàu sang giá đỡ. Còn nữa, hắn có thể buông xuống tư thái cùng Khương Hào bọn hắn kết giao, nói rõ hắn là cái có thể làm bằng hữu người. Về đến nhà, Lăng Trần xách một cái ghế đi vào trên ban công, Chuẩn bị thổi gió lạnh thổi thuận tiện đem trong nhà tồn hai chai bia giải quyết hết đến trên ban công hắn nhìn thấy đường thi vận đứng ở sát vách trên ban công hai tay nâng quai hàm hốc mắt đỏ bừng giống như vừa khóc qua nhà đầu làm sao vậy ai khi dễ ngươi rồi đường thi vận tựa hồ không có chú ý tới hắn đến bị hắn đột nhiên xuất hiện lời nói cho giật nảy mình vội vàng sau khi từ biệt đầu đem trong mắt nước mắt lau sạch sẽ nhà đầu đến cùng chuyện gì xảy ra nói cho ta nghe một chút đi đường thi vận cắn môi cũng không biết rõ nghĩ tới điều gì khổ sở sự tình hai hàng thanh lệ không nghe sai khiến lại tự hốc mắt bên trong chảy ra lăng trần sợ nhìn nhất đến nữ nhân khóc gấp nói ngươi nói cho ta biết ai khi dễ ngươi ta đi đánh hắn không ai khi dễ ta vậy ngươi khóc cái gì ta hỏi tới hỏi lui làm hơn nửa ngày lăng trần mới hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra đường thi vận gia đình điều kiện cha mẹ đều là người bên ngoài lão gia nghèo rất mồng tơi cho nên mới chạy tới đông hải thị làm thuê tân tân khổ khổ lời ít tiền cung cấp đường thi vận đọc sách trước mấy ngày đường thi vận thu đến đông hải đại học thư thông báo trúng tuyển vốn nên là chuyện đáng giá cao hứng tình nhưng làm sao tính được số trời để bọn hắn một nhà lâm vào khốn cảnh đường thi vận lão ba bởi vì công tác quá mức mệt nhọc thân thể không phải quá tốt vì tiết kiệm tiền cho hài tử đọc sách một mực kéo lấy không chịu đi bệnh viện ngày hôm qua cha nàng bắt đầu làm việc lúc bởi vì vất vả lâu ngày thành tật ngã xuống trên công trường may mắn kịp thời đưa bệnh viện cứu giúp mới giữ được tính mạng đi qua bác sĩ kiểm tra nếu như muốn chữa cho tốt ít nhất phải mấy vạn đồng tiền tiền thuốc men đối với một cái kinh tế túng quẫn gia đình mấy vạn khối tiền không phải con số nhỏ ánh mắt lúc đầu đường thi vận cha mẹ cất ít tiền cung cấp nàng học đại học kết quả hiện tại đưa hết cho bệnh viện, còn thiếu hơn 2 vạn nợ nần. Đường thi vận còn có hơn một tháng khai giảng, học phí lại muốn lên vạn, chuyện này đối với bọn hắn nhà không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia sương. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 17 Hạ Mã Uy Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lăng ca ca, ta Ta chuẩn bị cùng ta mẹ xuất đi làm việc, kiếm tiền cho ta cha chữa bệnh đường thi vận thấp giọng nói lấy quyết định của mình. Không được, ngươi thật vất vả mới thi lên đại học, sao có thể dễ dàng buông tha. Bỏ qua cơ hội lần này, khó nói ngươi muốn biến giống như ta không có tiền đồ, nhưng ta. Được rồi, đừng nói nữa, chẳng phải là tiền sao, ta thay ngươi nghĩ biện pháp. Lăng trần một thanh ông đồm xuống dưới. Hắn từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên hắn đem bằng hữu nhìn rất nặng. Chỉ cần là bị hắn công nhận bằng hữu, vô luận chuyện gì phát sinh hắn đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. huống chi hắn hiện tại tiền lương có hơn 10.000, vừa vặn có thể cho đường thi vận đưa trước học phí. Lăng ca ca, không cần, ta không hy vọng ngươi làm phạm pháp phạm tội sự tình. Đường thi vận lo lắng nhìn lấy hắn, nàng biết rõ lăng trần tình huống, so với bọn hắn nhà không khá hơn bao nhiêu, cho nên nàng sợ lăng trần vì mình học phí đi làm chuyện phạm pháp. Lăng trần im lặng, tuy nhiên cái này cũng khó trách, Đường Thi Vận chỉ biết đạo hắn bị chuyển phát nhanh công ty khai trừ, còn không biết đạo hắn tìm được công tác. Yên tâm đi, ta hôm nay vừa tìm được việc làm, tiền lương một tháng hơn 10 ngàn. Thật Đường Thi Vận bán tính bán nghi. Lăng Trần điểm điểm đầu. Nhà đầu, ngươi một mực an tâm đọc sách, khác đều không cần quan tâm, muốn thật có chuyện không giải quyết được liền tới tìm ta, Lăng Ca ca nhất định giúp ngươi. Ừm. Cảm ơn ngươi, Lăng Ca ca về sau ta kiếm tiền nhất định gấp bội trả lại ngươi. Ngày kế tiếp, Lăng Trần thật sớm rời giường, ăn mặc ngày hôm qua vừa lĩnh đồng phục an ninh, trực tiếp thường ngồi xe buýt xe đi tới Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Đến văn phòng, bên trong không có một ai, Ngụy Quân đoán chừng là dẫn người tuần tra đi. Ngươi là Lăng Trần, Lăng Trần chuyển qua đầu, chỉ thấy ngoài cửa đi tới một tên sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Đối phương hơn 30 tuổi, Tiểu mạch sắc gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, dáng người phi thường rắn chắc. Chỉ là nhìn một chút, Lăng Trần liền đã đoán được xuất thân của đối phương. Người này không vẻn vẹn chỉ là quân nhân, hơn nữa còn là quân đội bên trong Thiết Huyết Tinh Anh, đã giết người cái kia loại. "Là ta, ngươi là Trung vĩ." "Nguyên lai là trung đội, ngươi tốt." Trước kia hắn đã từ Ngụy quân cái kia bên trong biết được Bảo An bộ đội trưởng gọi là Trung vĩ chung vĩ dùng xem kỹ ánh mắt nhìn lăng trần liễu quản gia nói ngươi rất có thế đánh bình thường lăng trần khiêm tốn cười nói đi theo ta câu nói vừa dứt chung vĩ liền đi ra văn phòng không bao lâu hai người tới lầu một phòng tập thể hình nơi này là một đội thành viên chuyên dụng phòng huấn luyện các loại thiết bị cái gì cần có đều có lăng trần lúc tiến vào chỉ gặp phòng tập thể hình bên trong có bảy tám cái đội viên đang tiến hành đúc luyện, từng cái yêu viên bàn thô, rất có sức mạnh cảm giác. Cùng những người này so sánh, thân thể của hắn có vẻ hơi gầy yếu. Rất nhanh, hắn đến liền đưa tới đám người chú ánh mắt. Chung đội, cái này là cái kia sau khi đi cửa tiến đến lăng trần, sau khi đi cửa lăng trần có chút khó chịu, mình rõ ràng là bị người mời tới. Tiến vào một đội thành viên đều phải đi qua nghiêm ngặt khảo nghiệm, ngươi là liễu quản gia an bài người, cho nên khảo nghiệm miễn đi nghe chung vĩ giải thích lăng trần giờ mới hiểu được khó trách bọn gia hỏa này nói mình sau khi đi cửa bất quá chung vĩ lời nói xoay chuyển khảo nghiệm tuy nhiên miễn đi nhưng bên trong trắc thí không thể miễn nếu như năng lực của ngươi không đạt được chúng ta yêu cầu thấp nhất ta sẽ đệ trình chủ tịch hội đồng quản trị đưa ngươi điều đến hai đội làm sao cái trắc thí pháp chung vĩ đưa cái ánh mắt một tên dáng người cường tráng thanh niên lập tức đi đến huấn luyện tràn mặt đất hướng phía lăng trần ngoắt ngón tay một mặt khiêu khích chỉ cần ngươi có thế ở trên tay của ta kiên trì hai phút đồng hồ ngươi liền có tư cách lưu tại một đội lăng trần gốc miệng khẽ nhếch bọn gia hỏa này hiển nhiên là muốn cho mình một hạ mã uy chung đội ngươi xem ta thể chất nhỏ như vậy làm sao cũng phải tuyển cái cùng ta cái đầu không sai biệt lắm đối thủ không phải vậy ta quá bị thua thiệt nghe nói như thế mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong nhiều một tia khinh miệt chung vĩ lạnh lùng nói ngươi muốn ngay cả chút can đảm này đều không có vậy ngươi vẫn là đi hai đội đi chúng ta một đội không cần hèn nhát tiểu tử cùng lắm thì ta chấp ngươi một tay tốt như vậy lăng trần nhếch miệng cười một tiếng bước nhanh đi tới trong sân lương triệu huy ra tay chú ý một chút chung vĩ nhắc nhở một tiếng dù sao cũng là liễu không đề cử người thương quá nặng hắn cũng không tiện bàn giao yên tâm đầu nhi cùng hắn chơi đùa không gây thương tổn được hắn tới đi tiểu tử phóng ngựa tới để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì vậy ta đến rồi tới đi lăng trần tiến lên hai bước có chút khẩn trương xoa xoa tay ta thật đến rồi lương triệu huy không kiên nhẫn nói ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy Muốn đồng thủ đuổi? Hả? Còn chưa có nói xong, hắn đồng tử hơi co lại, chỉ thấy một cái chân bỗng nhiên đạp đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hắn còn chưa kịp làm suất né tránh, cũng cảm giác được bụng đau đớn một hồi, thân thể trực tiếp nằm trên đất. T Mọi người vây xem hít vào một ngùng khí lạnh. Tiểu tử này quá vô sĩ. Rõ ràng thân thủ tốt như vậy, nhất định phải trang nhát gan như vậy, đem bọn hắn đều cho lừa gạt lăng trần tự mình đi đến lương triệu huy trước người cười tủng tỉm nói bằng hữu ngàn vạn phải nhớ kỹ vô luận đối mặt đối thủ như thế nào cũng đừng phớt lờ nếu như ta là địch nhân ngươi bây giờ đã chết đám người rất im lặng vốn là muốn cho hắn cái hạ mã uy kết quả bị gia hỏa này trái lại giáo huấn một trận lăng trần nói rất đúng không cần tại bất cứ lúc nào khinh thị đối thủ của ngươi không phải vậy trả ra đại giới rất có thể là tính mạng của ngươi lương triệu huy phạt hai ngươi trăm cái chống đẩy hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này giáo huấn lăng trần ngươi đi theo ta văn phòng vâng trung đội trở lại văn phòng trung đội ta thông qua xét duyệt rồi sau lăng trần hôm nay là ngươi ngày đầu tiên đi làm ta có hai giờ phải nhắc nhở ngươi thứ nhất ta mặc kệ năng lực của ngươi mạnh bao nhiêu đều muốn phục tùng mệnh lệnh của ta vô quy của bất thành phương viên chúng ta là một đoàn đội không cần xính cá nhân anh hùng đội viên tồn tại thứ hai chỉ có ta mới có thể dạy huấn đội viên của ta ngươi không có tư cách nể tình ngươi là vi phạm lần đầu ta không so đo với ngươi hy vọng sẽ không còn có lần sau đúng đúng ta đều nhớ kỹ ngươi về trước phòng tập thể hình cùng mọi người nhận thức một chút sau đó ta lại an bài nhiệm vụ của ngươi lần nữa trở lại phòng tập thể hình lăng trần phân biệt cùng đám người lên tiếng chào hỏi bất quá, mọi người thái độ đều có chút lãnh đạm. Bọn hắn toàn bộ là xuất ngũ quân nhân, quân nhân ở giữa cảm tình rất đặc thù, đột nhiên nhiều xuất một cái ngoại lai người, cái này để bọn hắn rất không thói quen. Lăng Trần Lơ đỉnh muốn dung nhập một đoàn đội khẳng định cần thời gian. Nhìn thấy Lương Triệu Huy chính ở chỗ này tập chống đẩy, hít đất, hắn trực tiếp đi tới. "Huynh đệ, vừa rồi xin lỗi, ngươi đừng để trong lòng." Lương Triệu Huy nhìn không chớp mắt, tốt như không nghe đến hắn. Thấy đối phương không chịu phản ứng mình, Lăng Trần cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, dứt khoát ngồi vào bên cạnh bắt đầu chơi điện thoại di động. Giờ làm việc chơi điện thoại di động, tiền phạt một ngàn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Người đến rất đúng lúc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lăng Trần giật mình, nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến chung vĩ, bận biểu nói. Chung đội, ta. Ta không muốn nghe giải thích của ngươi, tiền phạt sẽ trực tiếp từ tiền lương của ngươi khấu trừ. Nghe nói như thế, phòng tập thể hình đội viên khác đều một mặt kỳ quái nhìn lấy chung vĩ, trước kia cũng không có quy củ này. Chung vĩ mắt nhìn đám người, biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không có cách nào giải thích. Vừa rồi hắn cho chủ tịch hội đồng quản trị gọi điện thoại xin chỉ thị công tác lúc, thuận tiện nâng lên lăng trần kết quả tổng tài cho hắn hạ một cái để cho người ta khó hiểu mệnh lệnh thân là thuê người tuy nhiên cảm thấy kỳ quái nhưng hắn sẽ không nghi vấn mệnh lệnh của lão bản sẽ chỉ phục tùng lăng trần tâm lý kêu oan lại không người nói cho hắn biết không thể đi làm chơi điện thoại di động lại nói tiền phạt một ngàn có phải hay không nhiều lắm lăng trần công tác của ngươi đã sắp xếp xong xuôi đi theo ta lăng trần nhún nhún vai thôi vừa rồi cái kia một ngàn khối tiền coi như là mua cái dạy dỗ, về sau chú ý một chút. Ngồi thang máy đến đến dưới đất bãi đổ xe, chung vĩ chỉ một chiếc Rolls Royce cùng hai chiếc Land Rover nói. Cơm trưa trước đó đem ba chiếc xe rửa ráy sạch sẽ, buổi chiều còn có còn lại công tác an bài cho ngươi. Trung đội, bên ngoài có chuyên môn rửa xe cửa hàng, ta là tới làm bảo an, cũng không phải tới làm rửa xe công. Rửa xe công có một vạn ba tiền lương lăng trần, Đừng quên ta trước đó. Trong tay ta làm việc, ngươi duy nhất phải làm đúng vậy phục tùng mệnh lệnh. Ngươi bây giờ là muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao? Ta là chung vĩ thần sắc lạnh lẽo. Không phải, chung đội, ngươi hiểu lầm, ta là muốn nói ta phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Bây giờ cách cơm trưa thời gian còn có 2 giờ, ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian. Nếu như siêu suất quy định thời gian hạn chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đối với ngươi chỗ lấy một nghìn đồng tiền phạt. Nhìn lấy rời đi chung vĩ, lăng trần nhìn không được mắng bắt đầu. Quá mẹ nó khi dễ người, nào có một ngàn mốt ngàn tiền phạt. Trong đội ngũ nhiều như vậy thành viên, dựa vào cái gì chỉ gọi một mình hắn rửa xe. Đột nhiên, tâm hắn đầu nhất động, âm thầm nghĩ tới, sẽ không phải là tô lâm cô nàng kia đang mượn cơ chơi ta đi. Hà! Tiếu tiếu! nằm trên ghế salon nhỏ hiếp mắt tô lâm hắt hơi một cái, đưa tay vuốt vuốt cái mũi, quay đầu nhìn chính ở trên bàn làm việc chăm chỉ làm việc Nam Vinh Nguyễn Thanh, đứng dậy nói. Nguyễn Thanh, ngươi nói cái kia khốn nạn thế nào, ta cho Chung Vĩ chào hỏi, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Nam Vinh Nguyễn Thanh nhàn nhạt trả lời một câu, không ngẩn đầu. Ngươi ở bận rộn gì sao, qua mấy ngày lão thành khu đồng thời cải biến công trình liền muốn khởi động, còn có chút thủ tục muốn làm lý. Cái kia ngươi có muốn hay không đi? Lần này dẫn đầu là chính phủ bộ môn, đến lúc đó muốn ở hiện trường cử hành cải biến công trình ký kết nghi thức. Mặc dù chỉ là đi qua loa, nhưng ta thân là người đầu tư khẳng định phải trình diện. Ngươi cũng đừng quá mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều dưới. Thực sự không được gọi Nam Vinh Hạo giúp ngươi chia sẻ dưới, hắn tốt xấu là Nam Vinh gia trưởng tử. Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu, nâng lên Nam Vinh Hạo thời điểm. Mắt của nàng bên trong khó nén vẻ thất vọng. Nàng cũng muốn hảo hảo bồi nuôi đệ đệ của mình khi người nối nghiệp, nhưng Nam Vinh Hạo chơi tâm quá nặng, cho tới bây giờ không quan tâm công chuyện của công ty. Gọi hắn tới công ty không những không thể thay mình phân ưu, còn muốn phòng ngừa hắn tìm phiền toái cho mình. Giờ phút này, Nam Vinh Hạo chính lái xe tiến vào Hồng Vũ Đại lâu dưới mặt đất bãi đổ xe. Xuống xe, Nam Vinh Hạo gặp có người chính tiến vào một cổ len Rover xe bên trong rửa xe không khỏi gọi nói: "Uy, rửa xe, giúp ta đem chiếc xe này cùng nhau rửa." Người kêu người nào rửa xe, Lăng Trần khó chịu nhô đầu ra. "Trần ca, Nam Vinh Hạo sững sờ, trên mặt lập tức treo đầy nụ cười vui mừng. "Trần ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? À? Trên người ngươi không phải chúng ta công ty đồng phục An Ninh à? Trần ca, ngươi chừng nào thì nhận lời mời đến công ty của chúng ta làm bảo an?" Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lăng Trần thuận tay đem một khối khăn lau ném tới. Ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta đem cái này mấy chiếc xe rửa. À. Nam Vinh Hạo nhất thời ngẩn ra mắt. À cái gì à, nhanh, khác lãng phí thời gian. Lăng Trần đặt mông ngồi dưới đất, "Mẹ, ngươi khi dễ ta, ta khi dễ đệ đệ ngươi, xem ai lợi hại." Nam Vinh Hạo khóc không ra nước mắt, mình chỉ là đến thăm bên dưới đại tỷ, ai nghĩ đến sẽ bày ra loại sự tình này thân là nam vinh gia đại thiếu gia, hắn lúc nào làm qua loại chuyện này. Một mực bận đến 12 giờ trưa, Nam Vinh Hạo đều nhanh mệt mỏi tê liệt mới đem ba chiếc xe rửa ráy sạch sẽ. Lăng Trần chấp hai tay sau lưng, vừa đi vừa về kiểm tra nhiều lần, đối với Nam Vinh Hạo công tác biểu thị ra độ cao khẳng định. Được rồi, tiểu tử ngươi có thể xéo đi, đừng quên tối đi tìm ta. Nam Vinh Hạo như trút được gánh nặng, vội vàng chạy vào thang máy, sợ lăng trần lại gọi mình làm việc nam vinh hạo chân trước vừa đi chung vĩ chân sau liền đến gặp lăng trần ở quy định thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ hắn tìm không thấy lấy cớ đành phải nói ngươi trước đi ăn cơm buổi chiều còn có còn lại công tác an bài đến xuống buổi trưa không xuất lăng trần sở liệu chung vĩ quả nhiên là thay đổi biện pháp tiếp tục chỉnh mình để hắn đem ký túc xá tầng sàn nhà toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ dù cho đem hắn mệt chết, cũng không có khả năng ở nửa ngày chi bên trong hoàn thành, chung vĩ là rõ ràng muốn kiếm cớ phạt hắn tiền lương. Tiếp tục như vậy, cái kia một vạn ba tiền lương sớm muộn sẽ bị khấu trừ sạch sẽ. Một tháng qua, chỉ sợ mình còn muốn lấy lại. Hắn là đến kiếm tiền, cũng không phải đến chịu tội, tôi lầm cô nàng kia không khỏi quá độc ác. Nghĩ tới nghĩ lui, lăng trần dứt khoát tìm ngụy quân muốn tới liễu không dãy số trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua liễu quản gia ngươi muốn để cho ta tiếp tục lưu lại đoán chừng một vạn ba tiền lương còn chưa đủ thế nào ta hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đã bị chung đội chụp hai ngàn tiền lương lăng tiên sinh ngươi trước đừng có gấp chuyện này ta ngay lập tức sẽ xử lý cúp điện thoại không đến mười phút đồng hồ chung vĩ liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn ngươi đi nghỉ trước đi có chuyện ta lại an bài Lăng Trần gốc miệng khẽ nhếch, xem ra liễu không cái này quản gia còn có chút năng lực, nhanh như vậy liền làm xong. Hắn nào biết nói, liễu không tiếp vào điện thoại của hắn về sau, trực tiếp hồi báo cho Nam Vinh Dung. Là Nam Vinh Dung tự mình gọi điện thoại cho Nam Vinh Uyển Thanh, lại từ Nam Vinh Uyển Thanh triệt tiêu trước đó nhằm vào hắn mệnh lệnh. Lăng Trần đang lầu một văn phòng cao hứng thời điểm, tầng cao nhất Nam Vinh Uyển Thanh lại rất không hài lòng không cao hứng nguyên nhân tự nhiên là bởi vì lăng trần từ khi nàng tiếp nhận công ty đến nay nam vinh dùng mới đến chưa từng có hỏi một câu toàn quyền giao cho nàng quản lý trong công ty nàng có quyền khống chế tuyệt đối nàng ưa thích loại cảm giác này tất cả mọi thứ đều ở tầm kiểm soát của mình chi bên trong thế nhưng là duy chỉ có lăng trần là một ngoại lệ gia gia thế mà đem cái kia lăng trần mạnh kín đáo đưa cho nàng để nàng ngay cả quyền cự tuyệt đều không có. Nhất là ở vừa rồi điện thoại bên trong, Nam Vinh Dung trực tiếp tỏ thái độ, trừ phi lăng trần mình rời chức, nếu không ai cũng không thể đuổi hắn đi. Mặt khác, về sau ở công ty bên trong, ngoài trừ bảo an công tác bên ngoài, còn lại bất kỳ công việc gì an bài lăng trần đều có thể cự tuyệt, cho dù là nàng cũng không thể miễn cưỡng. Lấy nàng thông rõ, tự nhiên năng đoán được gia gia dụng ý chỉ là nàng rất không thích cái này loại an bài, bởi vì Lăng Trần thoát ly nàng trưởng khống. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn là nàng không thích Lăng Trần. Suy tư một hồi, nàng kết nối nội tuyến điện thoại. A Lan, đem bảo an bộ Lăng Trần kêu lên tới. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 19 Ngươi sẽ thích ta Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio chấm Không đến vài phút, Lăng Trần đẩy ra chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng cửa xuất hiện ở trước mặt của nàng. Tuy nhiên trước đó gặp qua hai lần, nhưng đây là lăng trần lần thứ nhất có thể không coi ai ra gì khoảng cách gần thưởng thức Nam Vinh Uyển Thanh Mỹ Lệ. Nhìn Mỹ nữ, vốn là là một kiện thưởng vui vẻ mục đích sự tình. So sánh dưới, Nam Vinh Uyển Thanh biểu hiện rất lãnh đạm, phản phất không có chú ý tới cái kia càng rỡ ánh mắt. Liễu Thúc đã gọi điện thoại cho ngươi rồi. Ừm. Vừa rồi tiếp vào Liễu không điện thoại, đối phương để hắn một trận mừng thầm. Có đặc quyền mang theo, về sau trong công ty còn có ai dám ép buộc mình, đoán chừng tô lâm cái kia nha đầu muốn khóc. Ta không biết rõ Gia Gia vì sao lại nhìn bên trong ngươi, ta cũng không hứng thú biết rõ, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta không thích ngươi, càng không vui hơn nên ngươi lưu ở công ty, dù cho ngươi là Gia Gia của ta đề cử ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không, Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, ngươi không thích ta đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ ta chỉ cần chúng ta lẫn nhau sâu hơn giải ta tin tưởng ngươi sẽ thích được ta chỉ cần là cái người biết chuyện đều có thể nghe được bọn hắn nói tới ưa thích không phải một cái ý tứ lăng trần rất may mắn mình là người hoa có thể nắm giữ cái này loại bác đại tinh thâm văn tự thông rõ như nam vinh uyển thanh lại làm sao nghe không xuất lăng trần đang mượn cơ chiếm mình tiện nghi chỉ là nội tâm của nàng bình tĩnh như nước không có một tia gần sống trong mắt của nàng lăng trần dạng này người không đáng để cho mình sản xuất sinh tình tự ta nghĩ ta bắt đầu minh bạch tiểu lâm vì sao lại chán ghét ngươi ở nhà này cao ốc còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy lăng trần nhúng nhúng vai hắn là bị người mời tới lại không phải mình tìm tới cửa làm gì biểu hiện tất cung tất kính lại nói cái kia cũng không phải hắn tính cách chú ý tới trên mặt hắn biểu hiện xuất không quan tâm Nam Vinh Nguyễn Thanh lập tức không có nói tiếp dục vọng, trực tiếp đưa qua một trương sớm đã chuẩn bị xong tờ giấy. Ngươi đi tài vụ thất nhận lấy 3 tháng tiền lương, xem như ngươi chủ động rời chức đền bù tổn thất, bắt đầu từ ngày mai ngươi không dùng để đi làm. Lăng Trần nhìn một chút, cũng không có đưa tay đón. Gặp hắn thờ ơ, Nam Vinh Nguyễn Thanh mắt bên trong nhiều một tia buồn bực ý. Ngươi ngại ít rồi. Không phải. Ba tháng tiền lương cũng có gần bốn vạn, Đối với Lăng Trần mà nói là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng hắn làm người có nguyên tắc, cái này loại không làm mà hưởng tiền hắn tuyệt sẽ không thu. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng chủ động rời chức, ta tạm thời còn không có ý tưởng này. Chủ tịch hội đồng quản trị, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, công việc của ta chỉ là bảo hộ ngươi an toàn. Chỉ cần không có nguy hiểm phát sinh, ta cam đoan sẽ không xuất hiện ở tầm mắt của ngươi bên trong. Thời gian lâu dài ngươi tự nhiên sẽ quên ta tồn tại nam vinh nguyễn thanh mặt không biểu tình nói ở cái công ty này bên trong không người nào dám cự tuyệt ta đã ngươi lựa chọn lưu lại vậy ngươi tự giải quyết cho tốt hiện tại ngươi có thể từ trước mắt ta biến mất rời phòng làm việc lăng trận có chút bất đắc dĩ nếu không phải vì đường thi vận học phí hắn thật không muốn lưu lại tới lúc này mới ngày đầu tiên liền bị chủ tịch hội đồng quản trị chê về sau còn có thể có ngày sống dễ chịu à. Ở văn phòng chơi một chút buổi trưa điện thoại di động, thẳng đến 5 giờ đồng hồ, lăng trần công tác chính thức bắt đầu. Phòng tập thể hình bên trong, đám người xếp thành một cổ, nghe chung vĩ an bài. Ngoại trừ lăng trần bên ngoài, mọi người phân công đều bất biến. Lăng trần, đợi chút nữa ngươi phụ trách một chiếc xe, đi theo đội xe đằng sau, nếu như có chuyện ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt, mọi người kiểm tra trang bị, chuẩn bị xuất phát. Lăng trần trang bị rất đơn giản, một kiện áo chống đạn, một cái bộ đàm, không còn khác. Hắn nhìn một chút những người khác, phát hiện chung vĩ cùng lương triệu huy bên hông phình lên, rõ ràng là mang theo súng ống. Giống hồng vũ tập đoàn dạng này đại xí nghiệp, chính phủ đặt phê hai ba cái cầm súng giấy phép không phải việc khó gì. Xuống đến bãi đổ xe, Lăng Trần thấy được mình tòa điều khiển, một cổ rơi sơn quần chúng Santana, hơn nữa còn là 10 năm trước đời cũ xe hình, muốn bao nhiêu dáng vẻ quê mùa có bao nhiêu dáng vẻ quê mùa. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, đã Nam Vinh Nguyễn Thanh rõ ràng không thích mình, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp khắp nơi làm khó hắn. Lên xe, bên trong một cổ gây mũi mùi lạ, cũng không biết rõ bao lâu không có mở qua. Phát động động cơ, ống bô xe lập tức bốc lên suốt một cổ khói đen, thân xe chấn động rất lợi hại, hơn nữa còn có kẹt kẹt dị hưởng. Lăng Trần ngược lại là không quan trọng, bất kể như thế nào, có xe dù sao cũng so không xe tốt. Chỉ chốc lát sau, ở chung vĩ cùng Lương Triệu Huy cùng đi, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi thang máy đến xuống đất bãi đổ xe. Đội viên khác đều đứng ở thang máy bên ngoài đón lấy, duy chỉ có Lăng Trần ngồi ở xe bên trong. Hắn chưa quên lời của mình đã nói, chỉ cần không có nguy hiểm phát sinh, hắn tuyệt sẽ không xuất hiện ở Nam Vinh Nguyễn Thanh trước mặt. Ra bãi đổ xe, một cổ len rover đánh đầu, Nam Vinh Nguyễn Thanh Rôn, Roy Cư bên trong, còn có một cổ len rover bọc hậu, tiêu chuẩn hộ vệ đội hình. Đến mức lăng trần, thì xa xa theo ở phía sau. Không phải hắn không nghĩ thông nhanh lên, mà là chiếc kia xe classic quá không tác dụng. Đạp cần ga một cái, khói đen ứa ra, thân xe chấn động càng thêm lợi hại, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhìn lấy trước mặt Land Rover dần dần đi xa, lăng trần nhìn không được gãi gãi đầu, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Chi? Đột nhiên, chạy bên trong xe Classic bỗng nhiên một cái dừng, kém chút không có để lăn trần đầu nền ở trên tay lái. Nhìn thấy động cơ đắp lên toát ra đại lượng khói trắng, hiển nhiên là phát sinh trục trặc thả neo. Lăng trần, ngươi người đâu, bộ đàm bên trong truyền đến chung vĩ âm thanh. Chung đội, xe hỏng ở trên đường, ngươi phái người tới đón ta đi. Ngươi tự nghĩ biện pháp, chúng ta lập tức muốn tới, ngươi không cần theo tới rồi, buổi sáng ngày mai 7 giờ trước đến Phú Hào Sơn Trang số 118 tập hợp. Nhốt bộ đàm, Lăng Trần trực tiếp cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại. Không suốt 20 phút, Nam Vinh Hạo liền mở ra hắn cái kia chiếc Audi A8 đến. Trần ca, thì thế nào, tiễn ta về nhà đi, thuận tiện gọi người đem chiếc xe hơi này sửa tốt. Lăng Trần một chút cũng không khách khí. Nam Vinh Hạo nhìn lấy chiếc kia quần chúng xe classic, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Trần Ca, đây là đại tỷ của ta cho ngươi an bài xe chuyên dụng, ngươi biết rồi, nghe gia gia của ta nói. Thế nào, đại tỷ của ta không tốt hầu hạ đi? Trần Ca, ngươi phải cẩn thận một chút, đại tỷ của ta muốn nhìn ai không vừa mắt, người kia chuẩn không có kết cục tốt. Ngươi nằm mơ đi, ngươi đại tỷ lợi hại hơn nữa cũng là một cái nữ nhân ta sẽ còn sợ nàng không thành lăng trần chỉ chỉ chiếc kia xe classic ngươi đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi xe này là các ngươi nam vinh gia tài sản ngươi thân là nam dung nhà đại thiếu gia có nghĩa vụ giúp ta sửa tốt nó không có vấn đề ta biết mấy cái đổi xe bằng hữu bảo đảm chuẩn bị cho ngươi tốt trở lại lão thành khu lăng trần mang theo nam vinh hạo đi tới ngày hôm qua phiến không người đất trống trước đem ta ngày hôm qua dạy ngươi bộ kia quyền luyện cho ta xem một chút. Nam Vinh Hạo sờ sờ đầu nói. Ta chỉ nhớ kỹ một nửa. Lường Nam Vinh Hạo một chút, Lăng Trần nói. Không có việc gì, sẽ nhiều ít là bao nhiêu, nhanh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Xe Classic Phát Uy Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nam Vinh Hạo không dám thất lễ, ngoan ngoãn đi đến trung ương đất trống diễn luyện lấy ngày hôm qua từ lăng trần nơi đó học được quyền pháp lăng trần khoanh tay tử quan sát kỹ lấy nam vinh hạo động tác không nói một lời nam vinh hạo trước kia không có luyện võ qua động tác có chút không thi triển được nhìn lên đến có chút vụng về nhưng đây không phải lăng trần quan tâm vấn đề hắn quan tâm là những vật khác một bộ quyền pháp đánh xong nam vinh hạo lau mồ hôi trên trán xoay đầu nhìn về phía Trầm Tư Lăng Trần, tâm lý không khỏi có chút tâm thần bất định. "Trần ca, ngươi, ngươi nhìn ta được không ngày mai bắt đầu, buổi sáng 5 điểm đến nơi đây tìm ta." Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Trần ca, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ thu đồ đệ miễn đi, dạy ngươi mấy chiêu vẫn là không có vấn đề." Vừa mới nhìn Nam Vinh Hạo diễn luyện bộ kia quyền, Lăng Trần phát giác tiểu tử này thiên phú quả thật không tệ hắn dạy bộ kia quyền nhìn như đơn giản trên thực tế mỗi chiêu mỗi thức đều có chú trọng nếu như nam vinh hạo chỉ có thể học kỳ hình không thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó vậy hắn sẽ không ở nam vinh hạo trên thân lãng phí thời gian luyện võ không đơn giản chỉ chú trọng khổ luyện còn phải học được suy nghĩ chỉ có suy nghĩ mới có thể lĩnh ngộ thần tuỷ đem thông hiểu đạo lý nam vinh hạo hoàn toàn có cái này vừa muốn món chay ta đi về trước đúng đừng quên ta xe kia sáng mai trước đó muốn sửa tốt yên tâm đi bao ở trên người của ta về đến nhà đi qua đường thi vận cửa nhà thời điểm chỉ gặp đại môn khóa chặt đoán chừng là đi bệnh viện bồi cha nàng lúc đầu hắn muốn đi bệnh viện thăm hỏi bên dưới đường thi vận lão ba nhưng nàng lão mụ không chào đón mình đi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài cho nên vẫn là từ bỏ cái này suy nghĩ vừa rạng sáng ngày thứ hai nam vinh hạo đúng giờ mở ra chiếc kia quần chúng xe classic đi tới lăng trần dưới lầu gặp lăng trần đi ra nam vinh hạo lập tức dẫn theo vừa mua bánh bao hấp nghênh đón tiếp lấy trần ca xe đã đã sửa xong lăng trần nhếch miệng cười một tiếng tiểu tử này rất biết điều còn biết rõ giúp mình mua điểm tâm lúc này mới buổi sáng năm điểm trời tờ mờ sáng một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm chính là luyện công thời điểm tốt Nam Vinh Hạo chưa từng luyện vũ, đương nhiên muốn từ cơ bản nhất bắt đầu học lên. Hai người vẫn bận đến 6 giờ rưỡi, Lăng Trần nhìn nhìn thời gian, nếu không lên đường đoán chừng đến trễ. Hắn hiện tại phải tận lực tránh cho cho Nam Vinh Nguyễn Thanh tìm mình phiền phức lấy cớ. Hạo tử, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về Phú Hào Sơn Trang? Ta trước nghỉ ngơi một hồi, đợi chút nữa chính ta trở về. Nam Vinh Hạo mệt mỏi co quắp trên mặt đất, thở mạnh, một bộ quần áo đều đã bị mồ hôi ẩm ướt. Ngày bình thường kiều thân thói quen nuôi hắn cái nào nếm qua cái này loại luyện công khổ đâu. Nửa giờ xuống tới, hắn cảm giác bắp thịt cả người căng đau, hai cái đùi giống như không phải là của mình, một điểm tri giác đều không có. Cái kia ta đi trước. À, còn có chuyện quên nói cho ngươi, ngươi luyện võ phải tránh tinh khí không vượng, nửa năm chi bên trong ngươi tốt nhất đừng đụng nữ nhân. Nói xong, lăng trần phất phất tay, lưu lại một mặt kinh ngạc Nam Vinh Hạo, lên xe, đánh lửa, rời đi. 6 giờ 50 Lăng Trần tới đúng lúc Phú Hào Sơn Trang, lúc này, đội viên khác đều đã đến đông đủ. Bởi vì Phú Hào Sơn Trang bên trong có chuyên môn nhân viên bảo an, cho nên bảo an bộ một đội thành viên chỉ phụ trách Nam Vinh Nguyễn Thanh bên ngoài suốt lúc an toàn, thời gian còn lại đều là bình thường đi làm, trừ phi có lâm thời nhiệm vụ. Ở xe bên trong ngồi không bao lâu, Tô Lâm liền đẩy Nam Vinh Nguyễn Thanh từ biệt thự bên trong đi ra. Gặp Tô Linh ánh mắt ném hướng bên này, Lăng Trần cười híp mắt hướng nàng lên tiếng chào, kết quả đổi lấy đối phương một cái liếc mắt. Đội xe chạy nhanh xuất phú hào sơn trang, trước mặt ba chiếc xe đột nhiên gia tốc, lập tức liền kéo ra cùng Lăng Trần khoảng cách. Muốn vứt bỏ ta Lăng Trần gốc miệng khẽ nhất, tay trái cấp tốc hộp số, nhất cước chân ga đạp xuống. Lập tức, kéo dài hơi tàn quần chúng xe classic như bay vọt ra ngoài, và dây đồng hồ công phu liền đuổi tới Land Rover phía sau cái mông. Chiếc xe này bị sửa qua về sau, tính năng rõ ràng tốt hơn nhiều. Qua mấy con phố, lăng trần con mắt đột nhiên hít mắt lên, nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong một cổ buộc xe con. Từ phú hào sơn trang xuất phát lúc, hắn liền lưu ý đến chiếc kia buộc xe, đều đã lâu như vậy, chiếc xe kia một mực không nhanh không chậm theo ở phía sau hắn không phủ nhận chiếc xe kia có thể là cùng bọn hắn cùng đường, nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, trừ phi trăm phần trăm xác định, nếu không không thể bỏ qua bất luận cái gì hiểm nghi. Nghĩ tới đây, hắn buông ra chân ga, đem tốc độ xe chậm lại, đem chiếc kia buộc xe con lui qua phía trước. Chung vĩ bọn hắn mở đều là Land Rover cùng Rolls Royce, mình chiếc này quần chúng xe Classic sẽ không làm cho người chú ánh mắt. Người khác khẳng định nghĩ không ra trong chiếc xe này ngồi cũng là hồng vũ tập đoàn bảo an. Bởi vì đối phương cửa sổ xe dán màng, ghế lái tài xế nhìn không rõ lắm, chỉ có thể xác định là cái nam nhân. Lăng Trần, ngươi người đâu, chung đội, ta phát hiện một cổ hành tích khả nghi xe. Bản số xe bao nhiêu? Lăng Trần nhìn lướt qua, đem bản số xe báo lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe chung Vĩ ở bộ đàm bên trong nói. Điều tra, không có vấn đề. Lập tức đuổi theo đội ngũ, không nên tùy tiện tục lại phía sau. Biết rồi. Lăng trần thay đổi cái nói, chuẩn bị từ bên cạnh vượt qua đi. Rất nhanh, quần chúng Santana liền đuổi kịp chiếc kia buộc xe, cùng đối phương xe đầu cũng thành một đầu dây. Thưa cơ hội này, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe quét mắt buộc xe buồn lái. Cùng lúc đó, buộc xe tài xế giống như cũng chú ý tới hắn, đưa ánh mắt nhìn về phía hắn Santana. Tuy nhiên hai người đều thấy không rõ lắm lẫn nhau, nhưng không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần tâm lý hiện lên suốt một cổ bất an mãnh liệt, cùng lần trước ở quán ba lúc cảm giác rất tương tự. Bằng vào nhiều năm trực giác, hắn khẳng định buốt trong xe tài xế có vấn đề. Giờ phút này, ở buốt xe bên trong, tài xế thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, tay trái theo thói quen sợ lên cổ, góc miệng hơi dơ lên, mang theo một tia nụ cười gằn cho không nghĩ tới lại ở Đông Hải thì đụng phải đồng hành. Hắn tự lẩm bẩm, dưới chân chân ga trực tiếp đạp tới cùng, buộc xe lập tức phát xuất một trận tiếng oanh minh, cấp tốc liền xông ra ngoài. Muốn đi, Lăng Trần không nói hai lời, lập tức hộp số gia tốc, theo sát ở đối phương đằng sau đuôi xe sau. Sớm hơn 7 giờ nhiều chung chính là đi làm giờ cao điểm, trên đường cái dòng xe cộ cuồn cuộn. Lăng Trần lái Santana truy ở buốt xe đằng sau, không ngừng biến nói, lẫn tránh lấy trước mặt cổ xe. Chỉ chốc lát sau, hai người tốc độ xe liền đạt đến 100 mã, đem Nam Vinh Nguyễn Thanh cưỡi rồi xa xa bỏ lại đằng sau. Lăng Trần, ngươi nổi điên làm gì, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Nghe được chung vĩ ở bộ đàm bên trong tiếng gầm gừ, Lăng Trần trực tiếp đem bộ đàm đóng, để tránh quấy nhiễu được mình. Lăng Trần Lăng Trần Chủ tịch hội đồng quản trị, hắn khả năng đem bộ đàm đóng đi làm ngày thứ hai liền dám không nhìn lãnh đạo, không nghe theo chỉ lệnh, cái kia khốn nạn quá không chút kiên kỵ. Nguyễn Thanh, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem hắn lấy đi. Nam Vinh Nguyễn Thanh mắt nhìn chung vĩ, lãnh đạm nói. Hắn là ngươi ngành người, xảy ra vấn đề ta chỉ tìm ngươi, còn lại ta mặc kệ. Thật xin lỗi, Chủ tịch hội đồng Quản trị, ta nhất định sẽ chặt chẽ bảo đảm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.